Trước tình hình dịch COVID-19 dần ổn định, hôm nay, ngày 22 tháng 2, hơn 40 địa phương đã chính thức mở cửa trường học, đón học sinh quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, hầu hết các địa phương chỉ cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học trở lại. Riêng các tỉnh Bình Thuận, Cà Mau, Hậu Giang, Đắk Nông, Kon Tum, Điện Biên, Gia Lai và Lào Cai sẽ đón cả học sinh tiểu học. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ dạy trực tiếp trên lớp cho những học sinh không học được qua mạng để đảm bảo tất cả các em học sinh ở trên địa bàn đều có đủ số tiết học theo quy định. Tuy nhiên, các địa phương cũng yêu cầu trường học phải thực hiện nghiêm các biện pháp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, siết quy trình phòng dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường.